Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu nói với các môn đệ: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Thế gian đã ghét thầy trước. Sau 50 năm tận tụy phụng sự Thiên Chúa, giáo hội và phần rỗi nhân loại, Thánh Giáo Hoàng Pio V cảm nghiệm: những gì không thuộc về thánh giá Chúa Kitô sẽ không làm cho chúng ta được vinh hiển. Lời đó nhắc lại cho chúng ta giá trị đời đau khổ mà Chúa đã thánh hóa bằng thập giá, nhưng đồng thời cũng tóm tắt đầy đủ đời sống thánh thiện của chính thánh nhân. Lịch sử giáo hội cho thấy, từ buổi sơ khai, các Kitô hữu đã bị thế gian ghét bỏ và bắt bớ. Và lý do của những sự ghét bỏ và bắt bớ là vì anh em không thuộc về thế gian. Các Kitô hữu sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, nghĩa là không vương nhiễm tinh thần thế gian, tham lam hận thù hay sống theo các đam mê. Vì sống theo lý tưởng tin mừng, người Kitô hữu bị thế gian xem như những kẻ lập dị và có thể bị chống đối, loại trừ. Noi gương Đức Giêsu, Đấng đã hoàn trọn sứ mạng, dù bị người đời ghét bỏ, chúng ta can đảm và trung thành, giữ vững đức tin dẫu gặp gian nan, thử thách. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa và giáo hội, nhất là khi vì tin Chúa mà bị thế gian ghét bỏ, loại trừ. Amen.